Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Máy Xúc Cần Cỏ và Xe Ben của mình ạ Rất là vui hôm nay lại được giới thiệu với các bạn một em máy xúc Codeco SK75UR-3I1999 Máy móc thì còn nguyên bản, nguyên zin vẫn còn bụi của Nhật luôn Máy này thì nhập nguyên chiếc ở Nhật Bản mọi người nha Bên mình thì công việc thì nó ít lại và muốn sang nhượng cho anh em anh em nào cần thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình sẽ ghi trên màn hình và phần mô tả mọi người ạ giá mềm mai mốt nếu mà không có máy nào bằng cái máy này đâu mọi người nha mọi người cứ liên hệ trực tiếp để gặp chính chủ luôn không phải qua qua quốc gì cả đó anh em thấy trên nốt nope này trên axit này còn nguyên bản nguyên zin không có một cái gì đó gọi là chảy xước cả đó các bạn thấy chưa Nguyên cây giò này của em đó nhìn đó nhìn thì đã thấy mê lắm rồi. Giá cả thì hợp lý vừa vặn với túi tiền của anh em nào mà đang muốn mua một em máy đẹp long linh như thế này để về đi công trường hoặc là làm việc trong những khu vực dân cư công trình đường xá thì các bạn thấy đây này con này này đấy trên dưới gầm của nó rất là đẹp nhé vòng bi vẫn còn nguyên vẹn mộ chưa mòn tí nào đó Nói chung là vẫn nó qua xà sử dụng rồi nhưng mà chưa đến nỗi là bị hư hỏng nặng lắm đâu. Cơ bản là nó vẫn dùng được. Đấy bên trên kìa. Cái số điện thoại thì mình có để trên phần mô tả nên anh em cứ yên tâm gọi trực tiếp vào đó và chúng ta sẽ có thể đi đến thống nhất thương lượng về giá cả cũng như quá trình vận chuyển mọi người nhé. và đây thì giới thiệu anh em cái phần gầu của nó này em này thì cực kỳ ngon rồi rất là nét căng máy màu sơn zin luôn gầu thì răng vẫn còn nguyên bản chưa có đụng chạm gì đó em thấy giờ vẫn còn nguyên bản chưa đụng chạm gì cả anh em chỉ mua về là lộ máy nên công trường làm thôi đấy lấy một cái số tiền mà nó vừa phải thì anh em lên nhắm vào những dòng xe cũ như này đây, máy móc thì anh em thấy là không có một cái gì đó gọi là vết dầu loang lỗ hoặc là dầu nhớt uh, bôi ra cả máy khá là zin Đây, bộ uh, gió uh, máy lạnh thì các bạn yên tâm ngồi trong cabin nếu mà mùa hè ở ngoài bắc hoặc uh, trong miền nam mà cái độ mà tầm khoảng ba uh, năm độ thì ngồi trong trong cabin bật máy lạnh lên thì không mà rét run chỉ có đắp chăn thôi mọi người nha Đây, phần uh, máy gọi em nó còn khá là ok đấy vẫn còn bụi bụi nhật luôn hàng nhập 100% nguyên bản nguyên chiếc chưa qua cò quốc mọi người nhé không cò quốc gì cả đó, đây là những cái mẫu um, tổng thể của em đó mọi người uh, đón xem và video của mình thì cũng uh, xin kết thúc dừng đây mọi người xem video của mình cho mình một like và chia sẻ gọi trực tiếp trên uh, số điện thoại để được giá cả tốt nhất nhé. bye bye Mình gặp lại mọi người những video tiếp theo